Mến chào quý cô chú anh chị và bạn đang đến với kênh Pháp Thái TV, chuyên đề chia sẻ giao lưu báo giá hoa kiển nha quý cô chú. Thì hôm nay mình quay trở lại làng hoa Sa Đéc, đến vườn hoa giấy của hoa kiển Thành Tài, chuyên bonsai kiển cổ bông giấy Mỹ nha quý cô chú, giấy Mỹ giấy nhiều màu. Thì hôm nay mình quay trở lại vườn hoa này. Thì đây là đoạn đường DT848 của thành phố Sa Đéc. Thì địa chỉ là đường DT848 ấp Tông Quề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc. Số điện thoại thì tí xíu nữa mình sẽ để trên màn hình cho quý cô chú. Cô bác nào có cái nhu cầu lấy cái số lượng sỉ ở xa về đây để cần cái nguồn ha. Thì trong vườn thì có đa dạng các nguồn giấy cho quý cô chú. Do cái mùa hè nên ve kêu rất là nhiều, cái tiếng ồn rất là nhiều nha quý cô chú, mình xem thông cảm nha. Thì hôm nay Pháp Thái đến đây để chia sẻ vườn này, một cái địa chỉ cung cấp hoa giấy sỉ và lẻ cho quý cô chú nào có cái nguồn, và đặc biệt ở xa thì mình có thể liên hệ qua những số điện thoại trên biển hiệu nha. Thì đây là một cái vườn hoa giấy phải nói là đặc biệt đẹp luôn, có rất là nhiều chủng loại, gồm có giấy ngũ sắc, giấy năm màu, những cái dòng hot hiện nay. Đây là tím tuyết nè quý cô chú, những cái chậu tím tuyết như thế này thích hợp bonsai ha, mình để bàn. Đặc biệt ghép những cái gốc giấy Mỹ như thế này thì cái độ sung của nó rất là tuyệt vời. Còn có những cái chậu mini ghép 1-2 loại màu, 4-5 màu tùy theo cái nhà vườn của người ta muốn phối bao nhiêu màu thì cái đó là do mình yêu cầu ha, mình chọn lựa. Đây, những cái chậu như thế này thì cũng giá tiền cũng không quá cao quý cô chú ơi, do khi mà gửi cho quý cô chú mình cái chậu và ship tận nhà thì có thể là tính tiền thêm của cái đường bưu điện nha. Còn quý cô chú nào có điều kiện đến đây thì cái giá nó sẽ khác, nên từ cái chỗ mà bao phí ship và giá tại vườn nó sẽ giống như là 64 luôn, tại vì một cái cây giá trị tầm khoảng mình nói 100.000 đi, 60% 70% là tiền giá trị cây, còn lại 30% là cái phí gửi bưu điện tặng nhà cho quý cô chú. Nếu như mình ở xa mình muốn sở hữu một cái cây á thì một cái cây kiển mình phải bỏ ra một cái phí. Còn những nhà vườn mà bán cây giá nó rẻ hơn tí mà mình không có bao ship thì cũng vô đó nha quý cô chú. Đó, ở đây thì có rất là nhiều nguồn. Đây là tím tuyết hổm gậy, dòng này là đang hot, đang thịnh hành nhất nè. Dòng này thì rất là hot, nó với Ấn Độ rồi đỏ lửa. Còn đây là những cái cây giấy ghép cẩm thạch tím của mình á, dòng này cũng có rất là lâu rồi. Đây là tím lục bình, cũng cẩm thạch luôn. Đây, mình sẽ đi chi tiết dài vô cho quý cô chú mình xem tham khảo nha. Vườn này thì cũng rất là lâu rồi, cả tầm khoảng 2 năm nay. 2 năm trước mình có chia sẻ vườn này mà nhưng mà chưa có cái đầu tư lên cao, còn là một cái đất vườn. Nên hôm nay mình chia sẻ với quý cô chú mình xem tham khảo, nếu như có yêu thích thì cứ liên hệ. Và những cái vườn kiển ở xa, ví dụ như ở những cái tỉnh xa không có nguồn thì đây là một cái clip để gửi tới quý cô chú mình có cái địa chỉ ha. Thì như một cái cây mình cũng xin chia sẻ luôn. Thì như một cái cây quý cô chú sẽ thấy cái thằng tím tuyết nè, mình ghép vô cái phô Mỹ này cũng thích hợp cho thay cái chậu kiểu á, mình để bàn uống trà là rất là ok. Thì nó có hai, mình sẽ nói rằng nó có hai cái điều kiện giữa cái người mua. Thì quý cô chú mình ví dụ như những người mà những cô chú mà có cái sân vườn rộng á thì thích những cái cây tàn bự như thế này cho nó phát triển lớn lên. Còn những cô chú nào mà giống như ở thành thị, ở nhà phố thì không có cái điều kiện sân vườn hơi hẹp á, thì mình có thể thích hợp cho những cái chậu hoa giấy mà gọn gọn như thế này. Đây chậu hoa giấy này quý cô chú thấy không, tím tuyết nó lên một cái màu vậy, mình có thể vô dây mình đi cái tàn tán lại ha. Cái đế thì đế nôm đó. Thì phôi này giấy Mỹ, thường giấy Mỹ cái tuổi thọ nó rất là cao, có những cái gốc giấy Mỹ rất là to luôn. Bên kia, bên đây là giấy ta của mình nè. Đây, cái này là màu tím nha quý cô chú, rất là đẹp ha, cũng ghép giấy Mỹ luôn. Thì giấy Mỹ cái độ tuổi thì tùy theo cái độ tuổi cái năm, ví dụ như trồng già thì cái giá trị nó càng lớn. Đây, bên đây là cẩm thạch, mà dòng này là cẩm thạch tím phớt nè,
tím này là tím nhẹ, tím lục bình đó quý cô chú, giống như cái hoa lục bình đó. Do cái độ nở nó ra nắng nên nó phải bị bay màu đó. Quý cô chú mình thấy đế nè, cái phôi giấy này tầm khoảng 2 năm nha quý cô chú. Nuôi như thế này là trong chậu á, trong cái thùng á, trong thùng á người ta tạo ra những cái đế nổi như vậy nè, nè còn cái thùng nó dính nè, tại vì người ta trồng trong cái thùng, người ta nuôi lên cái phôi, khi mà thành phẩm rồi người ta muốn đem vô thì người ta sẽ ghép ra đây. Thì những cô chú mà giống như có điều kiện ở phường mà rộng á, mình chơi những cái cây giấy này nè, cổ là không bị đụng hàng đâu quý cô chú. Phá vườn này rộng luôn rồi, rất là nhiều loại, và đặc biệt một cái gốc giấy rất là già, có tổ chim luôn, đất lành chim đậu ha, ghép 5 màu, cái phân tàn thì tròn như trái banh, và đặc biệt cái đế này là đế lu, đây, đế nó cuộn giống như một cái lu vậy nè, quý cô chú thấy không? Đó, giá trị ở chỗ cái gốc nó cổ mà càng thêm nó, mình trồng mình để trong cái lu nó cuộn rễ như thế này nè, đây, sưu tầm. Những cái dòng này rất là tuyệt vời ha. Một cái gốc giấy mà nó cổ đây nè, quả xả quý cô chú ơi, để lu tổ chim trên đó kìa, ghép 5 màu thì cái này chưa con lại ha, nó ra hoa một đợt rồi nó tàn rồi, nhưng mà chưa con, giật lại một cái nữa thì nó ra cái phơm tàn tròn do luôn. Bên kia có một gốc giấy Mỹ cũng cổ nữa kìa, thường giấy Mỹ quý cô chú trồng trong mấy cái thùng đen này nè. Nó ăn rễ nó cuộn như trong vậy đó, là nó sẽ thành một cái gốc giấy cuộn ha. Còn mình trồng ở ngoài á, trồng ngoài á thì nó không có được như vậy, nó cứ rễ nó ăn thẳng ra vậy không, mà nó không có được cái đế cuộn như vậy. Cái này lúc trước kia là người ta trồng cũng trồng trong cái thùng nè, sau này người ta đặt cái đất nên những cái rễ này nó đâm thẳng ra nên nó không còn cuộn nữa. Đây là cái gốc giấy ta của mình, giấy xưa á. Ôi nó già quý cô chú ơi nè. Và ở đây nó có một cái chi tiết cho quý cô chú mình dễ nắm bắt. Giấy Mỹ thường nó ít bị bể thân, còn giấy ta mình nó thường hay bể thân, nó già nó bị bể thân. Ví dụ như có cái da chạm gì á, nó có thẹo dít là sẽ bể thân. Đây là ưu điểm và đặc điểm của giấy hoa giấy. Đây là giấy xưa của mình. Còn giấy phôi giấy Mỹ ít khi nào mà nó bị bể thân, nó mục thân lắm. Nếu như mà nó có bị bể thân thì sao này, nó cũng quá đá, nó kéo liền lại hết trơn à. Nên cái độ xung sức của giấy Mỹ nó rất là mạnh. Đó, bên kia gốc nữa kìa. Rồi, mình sẽ tiếp tục đi dài vô. Phôi giấy thì nguồn giấy giống giấy ghép với phôi. Đây là đỏ lửa nè quý cô chú. Đây. Đỏ lửa nè. Cái dòng này hiện tại cũng đang rất là được quý cô chú mình săn đón, là do cái màu nó quá nổi trội luôn. Đỏ lửa, đỏ rực luôn. Đây cái mấy cái phôi nè quý cô chú, mấy phôi này có thể là quý cô chú mình mua về mình tự ghép ha. Mấy phôi này nói chung cái giá thành nó cũng mềm hơn. Đó. Quý cô chú nào mà có cái cần cái số lượng hay này kia thì mình đến cái vườn của anh ha. Đây là giấy ghép, rồi kèm theo đó là ở ngoài sau đó là cây mình trồng công nghiệp ha anh. Phôi để mình đem vô đây để mình ghép ra. Còn quý cô chú nào mà muốn sở hữu những cái gốc ghép của nhà vườn thì đến đây, còn cái phôi ngoài kia rất là nhiều, anh đem vô đây để trong này để cung cấp. Thì số điện thoại với địa chỉ thì tí xíu nữa mình sẽ để trên màn hình cho quý cô chú mình xem. Có rất là nhiều nguồn, nói chung là đa dạng luôn, và đặc biệt đây là cái dòng mới nè, cẩm thạch lá nó hơi vàng đó. Đây là Ấn Độ nè, dòng này hổng gà rất là hot nha quý cô chú. Ấn Độ đổi màu, mình chơi Ấn Độ là mình khỏi chơi 5 màu ngũ sắc ha. Nè. Đó, Ấn Độ đổi màu liên tục luôn. 5 trong 1 mình khỏi chơi ngũ sắc. Nhưng mà đặc biệt của cái dòng Ấn Độ này nó rất là mạnh. Và cái lá nó to hơn, cái hoa cũng to hơn rất là nhiều so với dòng giấy ngũ sắc. Thì mỗi người mỗi sở thích thôi quý cô chú ơi. Nếu như ai thích loại nào thì mình sử dụng, mình chơi loại đó. Đây là 5 màu ghép tổng hợp nè. Đây là Ấn Độ nè, lên cái màu rất là ngọt luôn. Quả tuyệt vời ha. Đây, bên này có mấy cái phôi giấy quái nè. Để Thái sẽ đi dài vô chia sẻ. Rất là đa dạng cái nguồn hoa giấy. Tại vì khi mà mình đam mê một cái loài hoa, hay là mình đam mê một cái loại gì đó, thì cái dáng dấp và cái đế, cái tàn tán nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái yếu tố mình chơi hoa.
Đây, những cái cây này là quấn hình hình lò xo nè. Cô chú thấy không? Khi mà mình trồng mình phải tạo ra được một cái điểm nhấn gì đó cho cái cây hoa kiển của mình nó nổi trội. Để mình đi dài vô đây mình chia sẻ với quý cô chú cái lô này. Thái rất là đam mê về hoa kiển nên có dịp thì mình sẽ chia sẻ những cái nguồn hoa, những cái địa chỉ vườn cho quý cô chú mình giống như Thái sẽ biết được cái thông tin và cái nguồn. Đây, quý cô chú thấy không, hồi xưa người ta trồng trong cái chậu đen này nè, thùng đen nè, rồi đế nó cuộn như vậy nè, nó lên nên nó lên những cái bộ đế này rất là quái luôn. Mình trồng một cái cây về nhìn rất là cộm ha, nè đó, đây quá xá luôn rồi. Bên kia rồi mấy cái phôi giấy nè, đây thẳng ra ngoài sau cái khu ngoài sau rất là nhiều nha quý cô chú, rất là nhiều. Đây ra thẳng ngoài cái đầu đọt bạch đằng đó, nó ngoài đồng thấy ra không được. Đây người ta trồng nè, trồng mấy cái phôi người ta để thí vậy nè quý cô chú, sau này người ta cắt người ta khác lên đem vô đây để được những cái gốc giấy như thế này cho quý cô chú mình sở hữu. Thì nói chung mình chia sẻ thì giá thì không có chính xác nha quý cô chú, tại vì nó có rất là nhiều loại lớn nhỏ khác nhau nên cái mức độ giá thì dao động cũng tầm vài chục, từ vài chục tới 300 tới triệu tới vài chục triệu có hết, tại vì vườn hoa giấy này nó rất là rộng lớn và rất là nhiều đa dạng các loại luôn, cũng tùy theo loại, tùy theo cây mình có thể sở hữu. Đây đỏ lửa nè, quá xá luôn rồi. Tuyệt vời ha. Nguồn giấy Ấn Độ thì cũng không có nhiều nha quý chú, do cái số lượng mới xuất hiện đây thôi nên thường hoa giấy người ta làm bây giờ là làm theo cái tông này nè, tông tròn tròn như thế này là rất là đẹp. Đây cam và vàng cam hai màu, tím phớt, phớt tím, đỏ, năm màu ngũ sắc ghép vô một, phải nói vườn phải nói tuyệt vời nha quý cô chú. Thì thấy đi làm clip chạy ngang vườn này rất là nhiều và hôm nay có cái nguồn và thấy được nên mình cố gắng dừng lại để chia sẻ cho quý cô chú mình nắm bắt. Gốc giấy này phải vô những cái sắt như vậy mới chịu nổi, quá sắc cao, và những cái gốc me cổ luôn. Đây gốc me nè, gốc me cổ luôn, phơm tàn thì rất là đẹp ha. Đây cái này là tàn hắt đổ, nửa bay nửa đổ, một cái gốc me phải nói đẳng cấp luôn. Và những cái gốc giấy ở bên này nó quý cô chú ơi, nói chung vườn này tác phẩm bonsai hoa giấy rất là mạnh luôn nè. Để đấm cây này thì phải nói là hàng cái khung luôn, hàng cái khung để giữ được cái phơm tàn vậy đó. Bên đây thì có cái nguồn giấy cũng tím, giấy tím, nhưng mà có cái là hoa cái lá của nó ngộ là nó lên màu vàng đó vậy nè. Bên đây thì giấy Mỹ ghép này là dạng phúc, này là người ta còn gọi là Malai quý cô chú, nguồn này giống này là giống Malai Malaysia rồi Ấn Độ, tùy theo cái nguồn giống mà người ta sẽ đặt cái tên. Ồ bên này có một cái cây mai cổ nữa nè, cây me, cây me quý cô chú ơi, còn cây mai thì bên kia đây nè, cây me này. Lên một cái chậu quá xá cái chậu luôn rồi. Cây này thì có dáng bay và chi cành thì vô dây hết trơn rồi, thành phẩm giờ nhưng mà người ta đã xả rồi. Phải nói cái cây này mà công phu ha, chi tay cành tuyệt vời. Lô này còn thẳng ra ngoài sau nữa. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cái nguồn và cái vườn hoa giấy này cho quý cô chú mình xem tham khảo, và nếu như cần cái nguồn thì cái số lượng thì sỉ và lẻ thì cứ liên hệ vườn nha. Cái nhiệm vụ của Thái là gửi cho quý cô chú mình xem những cái mặt hoa và những cái chi tiết, những cái nguồn trong vườn để cho cô chú mình nắm bắt. Thì xin chân thành cảm ơn và nhớ tiếp tục đăng ký kênh để nhận những clip tiếp theo của kênh Pháp Thái TV, luôn chia sẻ và giao lưu những cái nguồn hoa kiển muốn phát triển thêm cho quý cô chú mình nắm bắt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha. Gốc hoa giấy Mỹ rất là to luôn.